Chào anh em, hôm nay mình vừa thử một cái công cụ tên là Intel Unison. Nó là một cái công cụ để cho phép các bạn liên kết giữa cái điện thoại của mình và đặc biệt liên kết được cả iPhone luôn nha. Với lại một cái máy tính Windows, chạy Windows 11 trở về sau. Để mà các bạn có thể đồng bộ được tin nhắn, các bạn có thể nghe nhận cuộc gọi trực tiếp từ cái máy tính của mình. Hay là các bạn có thể xem danh bạ, đồng bộ tin nhắn, đồng bộ notification, tất cả mọi thứ rất là ok. Bản thân cái app Intel Unison này ổn, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên á, khi mà mình setup cũng như là mình nhìn vào cái cách mà Intel Unison được triển khai á, thì mình mới nhớ tới Apple và mình cũng nhìn thấy được vì sao Apple tới bây giờ họ vẫn là số 1 về mặt hệ sinh thái khi chúng ta nói về sự liên kết cụ thể như thế nào. Thì mời các bạn xem cái video này, mình chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ha. Trước tiên á, dành cho bạn nào chưa biết Intel Unison là gì thì bây giờ mình có quay một cái clip TikTok về cái vụ này rồi, thì mình sẽ ghép nó vào để các bạn có thể xem cũng như là các bạn có thể cài thử và xài thử ha. Chứ bây giờ mình quay lại thì nó dài dòng mà không cần thiết. Nghe gọi điện thoại ngay từ máy tính, thông báo tới điện thoại hiện lên trên máy tính luôn, khỏi phải cầm cái điện thoại lên. Hay là gửi file không dây giữa điện thoại và máy tính. Cái app này tên là Intel Unison. Cái app này ở phía điện thoại thì có thể dùng với điện thoại Android lẫn iPhone. Còn ở trên máy tính thì chạy được với Windows 11 trở lên. Sau khi các bạn cài đặt cái app Intel Unison vào máy tính và điện thoại của mình thì tụi nó sẽ kết nối với nhau. Và các bạn có thể nhận được những cái thông báo trên điện thoại của mình, nó hiện ra ngay trên màn hình máy tính luôn. Tưởng tượng là các bạn đang ngồi làm việc mà các bạn nhận được thông báo, nhận được tin nhắn hay thậm chí là cuộc gọi tới mà các bạn có thể xem được ngay từ trên máy tính của mình, thì có phải là quá tiện không? Chưa hết, các bạn còn có thể thực hiện cuộc gọi ngay từ trên máy tính của mình, không cần phải nhấc cái điện thoại lên. Các bạn không cần phải cầm điện thoại lên nói nữa, có thể nói trực tiếp ngay cái bàn làm việc mình đang ngồi. Ngoài ra, Intel Unison còn có thể đồng bộ được tin nhắn giữa điện thoại và máy tính nè, hay là gửi file giữa máy tính và điện thoại cũng có luôn nè. Hiện tại thì mình đã test Intel Unison trên những con máy tính chạy CPU Intel. CPU AMD thì mình không biết, tại vì cái app này thật ra là do Intel phát triển cho nên mình không biết là AMD chạy thì có được hay không. Mình cũng mới test trên những cái máy mới chạy chip Intel Core thế hệ thứ 12 trở về sau. Còn bạn nào có máy cũ hơn á, cũng vui lòng test giúp mình ha. Cái app Intel Unison này không có tốn đồng bạc nào hết á. Cứ cài và trải nghiệm thôi. Rồi, bây giờ các bạn đã hiểu Intel Unison là gì rồi. Và có thể là các bạn cũng đã bắt đầu áp dụng cài nó, xài thử trên cái máy tính của mình rồi. Bây giờ mình muốn chia sẻ tiếp tới cái phần thứ hai. Đó là trong quá trình mình setup, mình xài cái Intel Unison này thì nó có những cái khó khăn gì hay không? Có. Khi mà mình mới vừa đọc thông tin về Intel Unison thì mình cứ nghĩ là ok, cái này cả app thôi, đâu có gì đâu đúng không? Cài cái app lên điện thoại, cài một cái app lên con máy tính Windows 11 của mình, vậy là xong. Tụi nó sẽ kết nối với nhau, có cái QR code quét vô cũng tiện. Nhưng mà vấn đề sẽ bắt đầu phát sinh như thế này nè các bạn. Thứ nhất, bạn phải cài thêm app, tức là bạn phải biết tới sự tồn tại của cái app đó để mà các bạn cài đặt. Đối với anh em công nghệ thì mình nói thiệt là chẳng có vấn đề gì đâu. Tuy nhiên với đa số người dùng bình thường ha, thì cái gì mà có sẵn cho người ta thì là càng tốt tới mức đó. Đó cũng là lý do mà tại sao các bạn thấy là rất nhiều hãng, ví dụ Huawei đi, không cần tới Apple, họ tích hợp rất là nhiều những cái tính năng sẵn ở trên điện thoại cũng như là laptop của họ để hai bên có thể giao tiếp với nhau cực kỳ hiệu quả. Hay là một số máy của Samsung cũng tương tự như vậy. Và đây chính là cái hạn chế đầu tiên của việc kể cả Intel hay Microsoft hay là Google không có được một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh của riêng mình. Các bạn thấy là Apple thì họ nắm từ iPhone cho tới máy Mac luôn, cho tới iPad luôn, và tất cả những thứ đó được liên kết với nhau bằng iCloud rất là dễ dàng. Khi mà các bạn đăng nhập iCloud trong quá trình setup máy là gần như tất cả mọi thứ này nó đã được link với nhau hết rồi. Thậm chí rất nhiều tính năng cũng đã được bật sẵn rồi. Microsoft thật ra họ có làm một cái app tên là Your Phone hay còn gọi là Phone Link á, nhưng mà nó chỉ hỗ trợ cho một số dòng cụ thể và đặc biệt là máy Samsung mà thôi. Những cái máy khác thì rất là khó khăn, thậm chí là không được hỗ trợ. Trong cái quá trình mà lúc mà mình cài cái Intel Unison á, thì mình phải quét QR code tới 3 lần. Lần thứ nhất nó báo fail, nó không kết nối được. Lần thứ hai nó xoay hoài luôn, phải tắt cái app Intel Unison trên máy tính đi và mở lại. Tới lần thứ ba mình mới kết nối được cái điện thoại của mình với cái máy tính thông qua Intel Unison. Rồi, chưa hết, tiếp tục nè. Khi mà kết nối xong tới mức này rồi đó, thì mình bắt đầu có thể nhận được thông báo, bắt đầu có thể nhận được SMS, có thể bắt đầu xin danh bạ qua được. Ok, phần này thì chưa phải là vấn đề. Nhưng tới cái lúc mà mình muốn bật cái tính năng nghe nhận cuộc gọi á, thì tới lúc đó mình bắt buộc phải thực hiện thao tác thêm một vài thứ nữa từ trên cái điện thoại của mình. Và những thứ này cái app Intel Unison nó không tự làm được cho mình. Mình bắt buộc phải vô một số cái phần setting và mình bật nó lên một cách thủ công. Cụ thể là bật cái tính năng nghe nhận cuộc gọi trên một cái thiết bị Bluetooth đó. Lúc đó cái máy tính của các bạn nó đóng vai trò như là một cái tai nghe Bluetooth kết nối với lại cái điện thoại của các bạn. Đấy. Thì tới đây á, mình bắt đầu thấy được là cái lúc mà mình xài những cái tính năng nghe gọi ở trên máy Mac với iPhone á, mình đâu phải làm qua mấy cái bước này đâu. Cũng là về Intel Unison, nói về cái chuyện gửi file, Intel Unison nó cho phép gửi file không dây nha. Nhưng mà cái
trải nghiệm gửi file này nó cũng không được mượt, nó cũng không được dễ dàng như là khi mà mình xài AirDrop giữa những thiết bị Apple với nhau. Thậm chí nó còn không dễ như khi mà mình bắn những cái file bằng cái tính năng Nearby Share ở trên điện thoại Android nữa kìa. Đó, các bạn thấy không? Đây là những thứ mà các bạn sẽ phải đánh đổi, những cái hạn chế mà bạn sẽ phải gặp khi mà các bạn không xài chung một cái hệ sinh thái. Tất nhiên, mình không nói cái việc mà các bạn không xài hệ sinh thái là dở vậy đó, tại vì nhu cầu của mỗi người khác nhau. Nhưng mình đang chỉ ra được là một cái nhược điểm mà rất tiếc là kể cả Intel hay Microsoft hay Google hiện nay không có được, trong khi thế giới Apple thì lại có. Nghe tới đây rồi, có thể các bạn sẽ nói, ủa vậy sao mấy ông này không làm việc với nhau đi, để cái việc link này nó dễ dàng hơn. Tính ra thì cái chuyện này hoàn toàn khả thi mà, tại vì Apple làm được, tất cả chủ yếu là về mặt phần mềm thôi chứ có gì đâu. Phần cứng hay là kết nối thì cũng như nhau, thằng nào cũng Bluetooth, nào cũng Wi-Fi thôi mà. Nhưng vấn đề là để các ông bự như thế này mà nói chuyện với nhau, hợp tác với nhau và có thể xây dựng nên những cái tính năng, những cái trải nghiệm cách hoàn chỉnh đó các bạn, nó rất là phức tạp, giống như trong công ty các bạn vậy đó. Chỉ riêng các bạn đi làm việc với đối tác bên ngoài nó đã khó rồi, chứ đừng nói tới những cái tập đoàn rất là lớn với rất là nhiều những cái rào cản về mặt bảo mật, về mặt corporate culture, gọi là gì ta, văn hóa doanh nghiệp ha, rồi về mặt doanh thu, rồi về mặt lợi nhuận, về mặt những cái lợi ích khác nhau nữa, nó rất là phức tạp. Ngoài ra, qua mấy cái mà mình mới chia sẻ đó, thì mình cũng muốn nói với các bạn thêm đó, đó là tại sao iPhone hay thậm chí là Android á, nó lại đòi thêm những cái thứ phức tạp như vậy. Tại sao cái app cài vô rồi người ta đã cho quyền rồi, sao nó không bật hết tất cả mọi thứ lên đi? Thì cái đó nó liên quan tới câu chuyện bảo mật các bạn. Khi mà các bạn tăng một cái mức bảo mật gì đó lên thì các bạn sẽ phải đánh đổi về cái sự tiện dụng của người dùng, đó là điều bắt buộc. Cho nên ví dụ với cái tính năng mà nghe nhận cuộc gọi bằng Bluetooth đi, nghe nhận cuộc gọi là một cái việc tương đối là khá nhạy cảm, cho nên iPhone nó sẽ không thể nào tin tưởng được những cái app bên thứ ba, kể cả khi nó xuất phát từ những cái công ty rất là lớn như là Microsoft hay là Intel này kia, để mà nó mặc định nó cho phép những cái app tự động cấp được cái quyền đó. Bạn vẫn sẽ phải vào Bluetooth, bạn bật nó lên thủ công. Thì hoàn toàn mình có thể hiểu được vì sao mà Apple họ làm như vậy. Và cũng trong cái khoảng dịp đầu năm vậy nè, là mình nhớ tới cái thời mà Windows 10 vừa mới ra mắt, và trong thời gian đó là chúng ta có thêm Windows 10 Mobile nữa. Mình đã từng rất là hy vọng vào cái hệ sinh thái đó, đã từng rất hy vọng vào những gì mà Microsoft có thể làm được, và nó cũng sẽ tạo ra được một cái trải nghiệm rất là hoàn chỉnh cho người dùng bình thường của chúng ta giữa điện thoại và máy tính, giống như những gì mà Apple đã có thể làm được. Nhưng mà rất tiếc, Windows 10 Mobile nó tèo rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có máy tính Windows mà thôi. Tóm lại ha, qua cái video này á, mình muốn chia sẻ với các bạn, thứ nhất là một cái công cụ để các bạn biết được là các bạn có thể link được cái điện thoại của các bạn với máy tính và đồng bộ thông báo, cuộc gọi, danh bạ và rất nhiều tính năng khác hay ho. Thứ hai là mình chỉ ra cho các bạn thấy á, là nếu như các bạn không có được một cái hệ sinh thái PC, laptop, tablet hoàn chỉnh thì các bạn sẽ phải gặp những cái rào cản như thế nào, đặc biệt là với những người dùng không quá rành về công nghệ hay là những người dùng thông thường, không phải là những người như là anh em chúng ta đang coi video này. Và thứ ba là mình vẫn hy vọng là tới một ngày nào đó tất cả những thiết bị mà chúng ta thường sử dụng với nhau đó, nó sẽ có một cái chuẩn, một cái tính năng hay một cái giao thức chung nào đó để mà tụi nó có thể trao đổi thông tin một cách hiệu quả hơn. Bởi vì mình vẫn theo cái concept càng ít phụ thuộc vào một hãng nào đó thì càng tốt, đơn giản vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video sau. Bye bye.